trời, cho bạn nó đi phơi nắng nha mấy bạn. Đó, bạn nó sẽ ra qua bạn nắng nè. Đó, bạn nó đi vòng vòng rồi mấy bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lùa một bệnh xuống cho bạn nó ăn ngày đó. Bạn nó rỉa rỉa kìa, thấy cưng ơi luôn chưa. Chào các bạn đã đến với kênh bé ba lê của mình nha. Mấy bạn ơi, hôm nay mình có một bệnh to đùng luôn nè. Bạn nó dễ thương ngơi luôn chứ mấy bạn. Bạn nó màu vàng nè. Bây giờ mình sẽ cho bạn nó đi chơi nha. Đó mấy bạn ơi, bạn Dịch này đang rỉa cái cây xanh của mình nè. Cái cây này mình trồng ở trong cái hậu cá mà bạn đó đứng đây, tự nhiên mình đã rỉa sạch luôn rồi nè. Thì mình đã ăn thức cưng ơi luôn á nha. À bây giờ mình sẽ cho bạn nó vào cái hồ nước này bơi nha mấy bạn. Đó, mình sẽ bắt bạn nó ra đó đó. Rồi. Wow, bạn nó bơi xuống hồ nước rồi nè mấy bạn. Đó, bạn nó rất thích bơi dưới nước luôn á nha. Bạn đó rỉa rỉa dưới nước kìa mấy bạn. Bây giờ mình sẽ lùa rụt bệnh xuống cho bạn đó ăn này đó. Bạn đó rỉa rỉa kìa, thấy cưng ơi luôn chưa. Nè, bạn đó rất không biết là trong cái hồ nước này có cá không ha. Chưa có cá là bạn Dịch này rỉa sạch luôn đó mấy bạn. Bạn đó ngồi vệ sinh cơ thể của bạn đó kìa mấy bạn ơi. Đây, cái hồ nước này trong veo trong vắt luôn nè. Bạn Vịt ở đây có một mình hay ta. Chắc là bây giờ mình sẽ cho bạn Vịt ăn xem sao nha mấy bạn. Nhưng mà bạn đó không có thích ăn mấy cái thứ khác đâu. Bạn đó rất là thích rỉa lục bình nè mấy bạn. Đó, nãy giờ có miếng lục bình ở trong đây mà bạn đó rỉa nãy giờ luôn. Bạn đó còn gãi ngứa cái bạn đó nữa kìa. Đó. À, hay là bây giờ mình sẽ vào đây mình chơi cùng với bạn Vịt nha mấy bạn. Bạn đó kia, bạn đó nhìn vệ sinh kìa. Đó, mấy bạn nhìn bạn Dịch thấy cơn ghê luôn chưa. Bây giờ mình sẽ vào chơi cùng với bạn đó nha. Wow, nè mấy bạn ơi, bạn Dịch của mình nè. Đó, đang đang bơi dưới nước rồi mấy bạn. Ui, đã quá à. Nãy giờ cũng bơi lâu rồi nè mấy bạn ơi. Chắc là bây giờ mình sẽ cho bạn Vịt ra nha. Chứ không là bạn nó sẽ bị lạnh đó mấy bạn. Rồi mình sẽ bắt bạn Vịt ra nha. Rồi cho bạn nó đi phơi nắng nha mấy bạn. Đó, bạn nó sẽ ra qua bụi nắng nè. Đó, bạn nó đi vòng vòng rồi mấy bạn ơi. Bạn đó thấy có nhiều bạn gà ở trong chuồng nè, nên giờ bạn đó muốn vô chuồng hay sao đó mấy bạn. Nhưng mà đó là chuồng gà mà bạn đó lợp, và bạn đó đâu có ở chung đâu mấy bạn. Nè, bây giờ mình sẽ lùa bạn đó ra ngoài nắng chút nha. Đây, chỗ này nắng mát nè mấy bạn. Đó, bạn đó sẽ phơi nắng ở đây một lát nha. Ý, bạn đó bay bảy cánh kìa. Hình như bạn đó đang đói bụng hay sao đó mấy bạn ơi. Bạn đó đang tìm thức ăn nè. Ý, bạn đó thấy thức ăn của gà rồi nè mấy bạn. Đó, bạn đó chắc là bạn đó sẽ lại đây bạn đó ăn hay sao đó mấy bạn ơi. Bạn đó đang mâm me kìa. Đó, 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 bạn đó chuẩn bị ăn kìa mấy bạn. Ý, bạn đó bảy cái cánh này nhỏ xíu nhỏ xìu luôn, dễ thương quá à. Bây giờ mình sẽ lùa bạn đó lại cho bạn đó ăn nha. Đó, 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 mình sẽ chỉ bạn đó ăn nha mấy bạn. Ngoài thức ăn, ngoài ăn bèo ra thì bạn đó còn ăn thức ăn nữa nè. Đó, bạn đó chưa có dám ăn đó mấy bạn ơi. Bạn đó sợ mấy bạn gà trong chuồng nè. Bạn đó đi nữa rồi. Ủa mà mấy bạn ơi, bạn Dịch là đang đi tìm mẹ hay sao đó. Mà bạn nghe bạn đó cứ kêu hoài à. Không biết mẹ của bạn đó ở đâu vậy mấy bạn. Bạn đó cũng lớn rồi nè. Bây giờ chắc là mình sẽ đi tìm mẹ cùng với bạn đó nha. Đó, mấy bạn ơi, mình đã tìm được cái chỗ mà bạn Vịt sống rồi nè mấy bạn. Để xem ở đây có bạn Vịt nào nữa không nha. À, mình thấy ở đây có một bạn Vịt con nè mấy bạn. Chắc là đây là bạn của bạn Vịt này rồi. Bây giờ mình sẽ thả bạn Vịt này vào nha. Rồi, bạn Vịt con đang ở chung với các bạn Vịt này nè mấy bạn. Ồ, nhìn dễ thương quá vậy ta. Đó, hai bạn đó đang đi chung với nhau nè mấy bạn ơi. Đó, bạn đó đang vẫy cánh kìa. Sáng sớm tắm bạn đó lạnh quá mà. Ý mấy bạn ơi, mình thấy ở đây có mấy bạn cá ba đuôi nè. Bây giờ mình sẽ bắt lên cho mấy bạn xem nha. Mình bắt bằng cái thao luôn. Wow, mình mới bắt sơ sơ vậy mà bạn đã đưa vào cái thao của mình rồi nè mấy bạn ơi. Ồ, dễ thương ghê chưa nè đó.
mà không biết là trong cái hồ này có mấy biển cá ba đuôi á mấy bạn. Để mình thèo mấy cái điều bèo này ra mình xem thôi. Mấy này thấy có 3 biển cá ba đuôi nè, 4 biển cá ba đuôi nè mấy bạn ơi. Mình bắt bằng tay thử xem coi được hay không nha. Tin, wow, vô nữa rồi mấy bạn, 1 biển cá ba đuôi nè. Tiếp tục nha, wow, thêm 1 biển cá nữa là 3 biển cá ba đuôi trong cái thao của mình rồi. Bây giờ sẽ bắt thêm nha. Rồi mấy bạn nó bơi sâu lắm mấy bạn ơi. Đây ơi, không bắt được rồi. Mình sẽ đợi mấy bạn nó ngồi lên. Ê, có một bạn cá màu vàng nữa mấy bạn. Cái bạn cá màu vàng này không biết là bạn cá gì vậy ta. Đó mấy bạn ơi, đó. Rồi mình sẽ bắt mấy bạn đó nha. Ê, mà khó thấy luôn rồi. Kỳ vậy ta, nè. Đó. Đây mấy bạn. Đó, mình sẽ cho bạn đó lên bè nha. Đó. Đây, bạn đó đang nằm trên cái lá súng này mấy bạn. Này, rồi nhưng mà mình sẽ bắt bạn đó vào đây nha. Wow, tổng cộng bây giờ trong cái thao của mình là 4 miếng cá ba đuôi nữa bạn. Mấy bạn có muốn xem không? Đây, đó. Mấy bạn cá ba đuôi này dễ thương ngơi luôn nha. Rồi chắc là bây giờ mình sẽ thả mấy bạn cá ba đuôi này ra nha mấy bạn. Chứ không mấy bạn nó ở trong đây sao mà được. À quên, bây giờ mình sẽ cho mấy bạn cá ba đuôi này ăn nha mấy bạn. Đây là hũ thức ăn cá này mấy bạn ơi. Mình sẽ đổ thức ăn cá này ra nha. Đó. Mình sẽ lấy vài hộp thức ăn cá trong cái hũ này nha mấy bạn. Đây, đó. Rồi mấy bạn cá ba đuôi đang ăn kìa mấy bạn ơi. Wow, mấy bạn nó ăn nhiều dữ vậy ta. Đi mấy bạn. Đó. Mấy bạn nó đang ăn cá kìa, đang ăn cám kìa mấy bạn ơi. Đây là thức ăn cá của mấy bạn đó mấy bạn. Mấy bạn cá ba đuôi này chỉ ăn thức ăn cám này thôi nha. Mấy bạn nó không có ăn thịt cá gì đâu đó mấy bạn. Hoặc là mấy bạn nó sẽ rỉa mấy cái bèo này. Mấy bạn ăn rong rêu trong cái hồ nước đó mấy bạn. Rồi bây giờ mấy bạn ăn no rồi, mình sẽ thả mấy bạn cá ba đuôi này ra nha. Thôi mình sẽ thả bằng thao luôn nha mấy bạn. Mình sẽ cho các bạn nó ra từ từ nè. 1, 2, 3. Wow, rồi mấy bạn cá ba đuôi của mình bơi ra nè mấy bạn. Đó, mấy bạn nó bơi đẹp ghê chưa. Cái hồ cá nè. Đó mấy bạn. Ý, ở dưới này sống tổng cộng là có 5 miếng cá ba đuôi đó mấy bạn ơi.